Để đảm bảo an toàn giao thông dịp cao điểm vận tải Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Bộ Giao thông Vận tải vừa chỉ đạo Cục Đường bộ Việt Nam và các sở giao thông vận tải kiểm tra rà soát bổ sung hệ thống biển báo giao thông tại các điểm có nguy cơ mất an toàn cao, tại các nút giao thông lớn, các đoạn đường có độ dốc cao, bán kính cong hẹp, tầm nhìn hạn chế. Đồng thời, các đơn vị quản lý đường bộ tập trung xử lý điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông, tổ chức giao thông phân luồng hợp lý, đảm bảo an ninh trên các trục chính ra vào Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, các địa điểm du lịch, khu vui chơi giải trí.